Để tạo tiêu đề và chú thích cho đoạn phim, chúng ta sẽ tạo một title bằng new title. Mình sẽ nhập tên của title. Cửa sổ title, chúng ta sẽ có một số công cụ để nhập text. Bạn chọn. Chữ. Bạn sẽ chỉnh sửa phông chữ. Có thể dùng những title style có sẵn. Thể thiết lập một số hiệu chỉnh riêng của mình. Thay đổi vị trí. Title bạn vừa tạo. Lít. Đóng. Và kéo title xuống. Video chắc 2. Khi đó trên màn hình review sẽ xuất hiện title.